Xin chào các bạn đang theo dõi chương trình chứng khoán cơ bản được thực hiện bởi công ty chứng khoán Vachi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chỉ số tài chính rất đặc trưng của ngành ngân hàng, đó là chỉ số NIM, Net Interest Margin, hay còn gọi là chỉ số biên lãi dòng. NIM thì cùng nhóm với các chỉ số đo lường hiệu quả kinh doanh cùng với chỉ số CASA mà như mình có giới thiệu trong các video trước. Ngoài ra thì còn có các nhóm chỉ số đo lường chất lượng tài sản như là chỉ số nợ xấu hoặc là chỉ số dự phòng nợ xấu thì các bạn cũng có thể theo dõi ở trong video trước. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chỉ số NIM nghĩa là gì và cách tính chỉ số NIM như thế nào. Như các bạn cũng biết, cổ phiếu TCB gần đây được nhắc tên rất nhiều nhờ tỷ lệ CASA tăng trưởng tốt, kéo theo tỷ lệ NIM cũng tăng và cổ phiếu TCB cũng liên tục được khen ngợi là hoạt động hiệu quả. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao nhé. NIM là chỉ số rất đặc trưng của ngành ngân hàng vì nó phản ánh mô hình kinh doanh của ngành ngân hàng. Như các bạn cũng biết là ngân hàng dùng khoản tiền gửi của khách hàng để mang đi cho vay. Như vậy, ngân hàng phải trả lãi cho khách hàng gửi tiết kiệm ở mức 0,1% cho khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc 3-6% cho khoản tiền gửi có kỳ hạn nhưng lại thu về được lãi từ cho vay ở mức từ 7-10%. Rõ ràng là 7-10% thì lớn hơn là 3-6% phải không ạ? Khoản chênh lệch này là nguồn thu chính của ngân hàng, hay chúng ta còn gọi là thu nhập lãi thuần. Thu nhập lãi thuần chia cho tài sản sinh lãi sẽ ra chính tỷ lệ NIM. Như vậy, tỷ lệ NIM sẽ cho chúng ta biết một đồng tài sản mang đi cho vay sinh ra bao nhiêu đồng tiền lãi. Nên NIM càng cao chứng tỏ ngân hàng đầu tư tài sản của họ càng hiệu quả. Nhưng NIM thế nào là cao thì phải so sánh với các ngân hàng khác và so sánh với trung bình ngành. Và để tính NIM thì chúng ta có hai cách. Cách 1 là xem video phân tích ngành ngân hàng của chứng khoán Tài Chi, cập nhật báo cáo ngành ngân hàng. Cách thứ hai là tự tính bằng cách sử dụng báo cáo tài chính. Thu nhập lãi thuần các bạn có thể dễ dàng tìm thấy trong báo cáo tình hình kinh doanh. Phần mẫu số, phần tài sản cho vay thì có thể tìm thấy trong bảng cân đối tài sản. Và để biết thêm các cách áp dụng chỉ số NIM trong phân tích báo cáo tài chính của các ngân hàng thì các bạn hãy xem lại video phân tích mã cổ phiếu TCB và mã cổ phiếu CTG mà Paichi đã thực hiện ở trong video trước. Chúc các bạn đầu tư hiệu quả.